Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Nhật Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay mình lại cập nhật một cái lô xe cho anh chị và các bạn ha. Và đặc biệt là đợt này giá xe gọi là bao rỉ luôn, giảm rất là mạnh cho anh chị và các bạn ha. Giảm tùy theo dòng sẽ giảm từ 2-3 triệu, có dòng thì giảm 1 triệu á, cũng tùy theo dòng thôi. Nhưng mà anh chị và các bạn nào có ý định mua xe thì nên tham khảo cái clip này ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Kiều sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị Hoàng ha. Mời Kiều ạ. Hello, xin chào các bạn ha, là Kiều đây ha. Cảm ơn các bạn đã click video của Kiều nha. Hiện tại là Kiều đang đứng ở cửa hàng xe máy Khải Quang, địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá sơ và cho các bạn những cái dòng tay con, cái số hay tay ga cũng có luôn ha. Và ngoài ra bên Kiều có bán rất là nhiều dòng xe luôn ha, nên là bạn nào muốn mua dòng nào không có trong clip này thì cứ việc nhắn tin hỏi Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá nha. Hoặc là biển số ở đâu, hóa đơn ở đâu thì nhớ nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo biển số, hóa đơn nha. Còn bạn nào lên cửa hàng thì gọi điện thoại hay là nhắn tin Zalo để Kiều hỗ trợ cho các bạn từ 500 đến 1 triệu tiền xăng nha các bạn nha. Rồi, cái bên Kiều là hai cái em gọi là hai em phu trờ, bên Kiều độ màu nha các bạn nha. Phu trờ dạo này cũng đang rất là hot nha các bạn, hiếm hàng cực kỳ luôn nha. Màu này là màu xanh, bên Kiều độ màu lên nha các bạn nha. Xanh này là xanh ngọc nha các bạn, xanh ngọc. Rồi, hiện tại phu trờ màu bánh căm á, thì bên Kiều giá là 33 triệu cho tất cả các màu riêng, còn 35 triệu cho tất cả các màu riêng của bánh mâm nha. Còn cái này là bên Kiều đã lên độ màu như thế này rồi thì giá em này sẽ là 36 triệu nha. Cái này bánh mâm, phu trờ bánh mâm xanh 36 triệu nha. Và cái dòng phu trờ này các bạn mua góp là cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần đưa cái khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu là góp được nha. Thủ tục thì cũng cực kỳ đơn giản luôn ha, chỉ cần là chứng minh nhân dân này là hoặc là có cái công dân thôi. Còn ví dụ như bạn nào mà còn sổ hộ khẩu thì mình đem theo ha, hoặc là bằng lái, hoặc là bảo hiểm của công ty cấp thì đem theo luôn để Kiều hỗ trợ lãi suất thấp nhất cho các bạn luôn ha. Rồi. Đấy các bạn, màu này là đa số khách yêu cầu rất là nhiều luôn, lên Kiều lên màu nè ha, bao đẹp cho các bạn luôn nha. Trai gái gì chạy cũng đẹp luôn. Con trong này cũng là siêu đẹp luôn nè. Con trong này là bên Kiều có nhiều bạn hay nhắn tin cho Kiều là Kiều thiết kế theo kiểu như quay quay Thái các bạn, nên là bên Kiều sẽ thiết kế cho nó dần giống quay Thái nha các bạn nha. Rồi, mẫu này là trắng nha các bạn nha, bên Kiều lên là yên đỏ nè. Sơn năm này đỏ luôn, nhìn y chang quay Thái luôn nha các bạn nha. Hiện tại em này cũng giá là 36 triệu cho các em này luôn nha các bạn nha. Rồi, bạn nào còn là biển số đâu thì nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá biển số luôn nha các bạn nha. Nè, quá trời là đẹp luôn ha. Và bên Kiều có tất cả các màu riêng luôn ha, nên là cứ thích màu nào thì các việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ báo giá và gửi hình qua nha. Rồi. Rồi. Kế bên kia là những cái em mà Winner V3 nha các bạn nha. Mẫu này là gọi là bản đường đua của năm 2023, bánh vàng nha các bạn nha, mâm vàng nè, mẫu này. Hiện tại là Vario mà bản 2023 thì giá em này sẽ là 35 triệu 500 cho các em này nha. Đúng rồi, Winner V3 mẫu này. Này. Rồi, những cái bản mà nói chung là bên Kiều để đồng giá ABS là đều 35 triệu 500 hết nha. Màu tất cả. Nào cũng thế à? Dạ đúng rồi, màu nào cũng thế luôn ha. Okay. Còn những cái bản mà CBS đó thì bên Kiều giá là 33 triệu 500 cho tất cả các màu đen nha. Còn màu này là xanh ngọc, bên Kiều có lên màu nữa các bạn, lên từ bản C thì em này sẽ giá là 34 triệu 500 cho các em này nha. Và mua gói cực kỳ đơn giản luôn, đưa trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu là góp được nha. Còn bạn nào mà đưa gói tên cho từ 10 triệu là Kiều hỗ trợ cầm góc luôn nha các bạn nha. Kia là dễ luôn, màu thì lúc nào cũng có nha các bạn nha, nên là cứ việc đặc biệt ad 155 đợt này cũng siêu giảm giá nữa, giảm giá rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Ad 155 bây giờ nói chung là màu thì rất là nhiều, các bạn quay cho mà thấy quá trời màu luôn nha các bạn nha, quá trời màu luôn. Thì ad hôm nay sẽ giảm là còn từ 41 triệu cho tới 45 triệu thôi các bạn. Tính là nó giảm bao nhiêu tiền? Dạ, nếu mà tính so với đợt là giảm từ 3 tới 4 triệu so với đợt trước rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Này, những cái bản chìa khóa thì bên Kiều chỉ còn là 41 triệu thôi nha các bạn nha, bản chìa khóa bản tiêu chuẩn á thì giá chỉ còn 41 triệu thôi. Và những cái bản khóa thông minh hay là cao cấp lên á thì giá là 43 cho tới 43 triệu là cỡ đó rồi, được rồi. Cái bản này là 43. Dạ. Bản bản này là bản 65 thì em này sẽ dao động có tầm từ 45 triệu cho các em này ha, cực kỳ rẻ luôn nha các bạn nha. Còn bản thường mà bản cao cấp mà khóa thông minh luôn á thì bên Kiều chỉ để là 43 triệu thôi ha. Rồi. Em này nè, như em này là khóa thông minh nè thì bên Kiều để là 43 thôi, mà tại vì em này lên màu. Thêm màu là màu 3D nha các bạn nha, thì giá em này sẽ là 44 triệu cho em này. Nha. Rồi, các bạn mà muốn mua thêm dòng nào màu nào nữa thì các bạn nhắn tin cho Kiều nha, tại vì 155 nó quá là nhiều màu đi, nên là Kiều sẽ báo sơ là từ 41 tới 45 triệu thôi ha. Và các bạn muốn mua màu nào nữa thì Kiều gửi hình qua chọn hình, rồi cái gì cái việc Kiều sẽ báo giá ha, và làm biển số ở đâu thì Kiều sẽ báo giá luôn nha các bạn nha. Riêng cái dòng ad này thì dạo này giảm giá rất là nhiều luôn ha. Và mua góp thì cũng cực kỳ đơn giản luôn, là đưa trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu hoặc là từ 3 tới 4 triệu thôi là góp được nha các bạn nha. Quá trời là dễ dàng ha. Rồi. Rồi. Vario. Rồi riêng cái dòng Vario này hiện tại cũng đang giảm luôn, nói chung là bên Kiều hôm nay là xả hàng hết luôn các bạn, xả luôn, xả hết luôn nè. Vario này đang giảm Vario của 2023 hiện tại những cái bản mà chìa khóa thì bên Kiều chỉ có giá là 38 triệu thôi cho các màu riêng ha. Và những cái bản khó thông minh thì giá bên Kiều sẽ là 41 triệu cho tất cả các màu riêng nha các bạn nha. Vì các bạn lên màu 3D như thế này thì thêm cho Kiều khoảng tầm từ 1 triệu là được nha các bạn nha. Như cái em này
cái em này lên từ khóa thông minh này, em này sẽ dao động khoảng tầm từ 42 triệu cho cái em này ha. Okay. Và cái dòng Vario thì góp cũng được chứ khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu thôi là cấp được các bạn nha. Về màu thì bên Kiều có rất là nhiều màu luôn nha các bạn nha. Quá trời màu luôn nên là lên là lấy thôi, không cần là phải chờ đợi hay lựa gì hết các bạn nha. Rồi. Quá trời luôn này các bạn. Nhưng mấy cái em này lên từ khóa thường đó các bạn thì giá em này sẽ là 39 triệu thôi là lên màu các bạn. Rồi. Mua góp thì được chứ khoảng tầm cỡ 2 3 triệu là góp được các bạn nha. Về đi. Rồi. AB ha, AB hiện tại là đang nhám này, đang nhám thì tuần rồi Kiều bán rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Mẫu này hiện tại em đang nhám này là 125 này, giá của nó chỉ là 41 triệu thôi nha các bạn nha, 41 triệu. Còn những cái bản mà tiêu chuẩn á thì giá là chỉ có 39 triệu thôi nha các bạn nha. Như em này nè, em này sơn lên nè, sơn màu xám thì giá em này sẽ là 40 triệu cho em này, là màu 3D nha các bạn nha. Và mua góp thì cũng được chứ khoảng tầm cỡ 2 tới 3 triệu là góp được nha các bạn nha. Cực kỳ dễ dàng luôn ha. Còn bạn nào mà tài khoản này eo hẹp thì muốn như thế nào thì cứ nhắn tin cho Kiều sẽ hỗ trợ tối đa luôn. Các bạn nha. Vision. Các bạn, Vision thì em này lên từ cái em mà khó thông minh nha các bạn nha. Em này hiện tại bên Kiều giá là 34.500 cho cái em này ha. Tại vì em này lên từ bản đặc biệt nha các bạn nha. Rồi. Và dòng Vision này mua góp thì đi trước khoảng tầm cỡ 2 triệu là góp được các bạn nha. Rồi. Nói chung là màu thì bên Kiều lên rất là nhiều, thì cứ việc bạn nào muốn mua màu nào thì nhắn tin cho Kiều ha. Thì riêng màu là bên Kiều lên lúc nào cũng có hết ha. Rồi. Em này là cái em lên từ bản chìa khóa này các bạn. Em này sẽ dao động khoảng tầm từ 32 triệu cho cái em này nha các bạn nha. Rồi. Nói chung là ở trong đây là trong ở đây có này, ở trong kho nữa, rồi ở trong này nó rất là nhiều lắm. Nói chung là màu zin là bên Kiều có đầy đủ luôn ha. Rồi, okay. Riêng vào trong thì quay Sonic nha. Nè, Sonic này các. Sonic thì hiện tại bên Kiều đang giảm giá thì chỉ còn 55 triệu thôi nha các bạn nha. Riêng cái em này là em này lên 3D nha các bạn nha. Em này lên 3D sẽ giá sẽ là 56 triệu cho cái em này ha. Và cái dòng Sonic thì các bạn mua góp đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm cỡ 8 tới 10 triệu là góp được nha các bạn nha. Tại vì dòng Sonic thì mình đưa trước cao xíu ha. Rồi. Em này là trắng đỏ này, trắng đỏ đen là bên Kiều cũng có, nhưng mà màu này là đặc biệt là màu zin chứ bên Kiều không sơn các bạn nha. Màu này là màu zin hoàn toàn luôn ha. Giá em này sẽ là 55 triệu cho các em này ha. Này là màu zin. Rồi. Đây, còn cái bản trắng bánh đỏ này các bạn. Trắng bánh đỏ này bên Kiều cũng có luôn. Em này hiện tại cũng để rầm giá luôn là 55 triệu luôn các bạn nha. Rồi. Đây nè. Và mua góp thì đưa cho bên Kiều khoảng tầm từ 7 tới 8 triệu cũng được nữa. Thì Kiều sẽ hỗ trợ tối đa luôn ha. Ví dụ như bạn nào thích xe, nhưng mà ví dụ như số tiền đưa trước nó còn đang eo hẹp thì cứ việc nhắn tin cho Kiều sẽ hỗ trợ tối đa luôn ha. Và màu lúc nào cũng có đầy đủ luôn nên là cứ việc lên là lấy thôi ha. Em này cũng giá là 56 triệu này. Hôm nay là xanh lục bảo các bạn nha, xanh lục bảo ha. Rồi. Thấy không? Nè, có hai em size chia nè các bạn. Size chia là size chia nhập nha. Bên Kiều thì size chia nhập hiện tại giá là đang là 51 triệu 500 cho cái size chia nhập đó các bạn. Còn lên màu 3D thì các bạn chỉ việc thêm 1 triệu thôi là sẽ là 52 triệu 500 cho các bạn lên màu 3D ha. Rồi, những cái dòng size chia Việt thì bên Kiều chỉ có giá là 49 triệu thôi nha các bạn ha. Rồi. Nè. Như em này là size chia Việt nè. Hả? Đây đơ hết rồi, như là đang nhập hàng về nên là bạn nào có việc thì nói chung là hôm trước thì giá nhiêu ta? Đây đơ thì hiện tại bên Kiều giá là 46 triệu á các bạn. Nè. Quá trời luôn, nói chung là khi nào mà các bạn lên cửa hàng thì các vị nhắn tin cho Kiều sẽ lấy hàng về cho các bạn ha. Cả ở đây kho Kiều rất là nhiều luôn ha. Rồi, ở đây gọi là thiên đường Vario nè. Anh em mình nhìn á, mình thấy màu nào phù quá hợp trời màu luôn. Cứ chụp màn hình lại mình gửi cho Kiều. À đúng rồi. Từ vấn cho dễ. Tại vì ở đây thì Vario giá nãy nhắc lại là 39 triệu là đối với 38 triệu đối với bản thông bản khóa chìa, còn 41 triệu đối với bản khóa thông minh nha. Còn ví dụ như lên màu dạ đúng rồi. Còn ví dụ như lên màu như thế này thì các bạn thay cho Kiều khoảng tầm 1 triệu là được các bạn nha. Rồi. Rồi ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo cho anh Kiều. Cảm ơn chị và các bạn đã xem clip. Mọi người xem thì nhớ like cho xí. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.